cả mọi người và các bạn nha. Bữa nay mình quay cái chiếc máy sàn mấy cái này, ba cái đậu xanh này các bạn. Tắt vỏ để lấy hộp nha. Đó, cái chị đó chị quay cho hộp dưới. Đó, đổ lên nó sàn nha các bạn. Cái máy là cái máy Honda nha các bạn. Máy xăng, máy chạy chuồng các bạn. Thôi chứ nó không có nhiều như cái đợt đầu mình đổ lên đó.
xuống khúc đậu nha các bạn, tắt để lấy hạt đậu ra nha. Xong cho một chủ nha các bạn, bây giờ lôi miếng điện xuống cho một cô khác nữa, cô đó cô đậu nón lá nha. Đó, miếng điện đậu bây giờ hiện giờ là tới đây nha. Bây giờ đậu nguyên trái nè các bạn, đậu trái nè. Ủa rất là nhiều nha các bạn, cái vỏ nó khô nó bung hết trơn, bóp nhẹ là nó bung ra nha các bạn. Nhưng mình để cho máy xúc mình quay cho các bạn cùng xem nha. Này là đậu trái, còn kia là ra ngoài kia là ra thành phẩm hết rồi đó các bạn. Bây giờ bạn ăn lại mua luôn rồi các bạn ơi. Ồ, một bao này là 58 kg nha các bạn, 58 kg giác luôn, 58 kg này. Bao thì một ký 28 ngàn nha các bạn. Căng cho đủ 60 kg luôn các bạn, là 60 kg là ở đây chỉ bằng một tạ nha các bạn, tạ chỉ có 60 kg thôi chứ không có được 100 kg nha các bạn. Rồi đã xong một chủ nha các bạn. Quay cái chủ anh máy xuống cho cái chủ tiếp theo nha. Cái này là xuống hồi sáng giờ là nguyên một đống vỏ luôn các bạn.
vỏ của cái đậu này. Xong một chủ nữa nha các bạn, đổ quá lẹ luôn các bạn ơi, máy chút quá lẹ nha các bạn, đó còn miếng nó đổ lên cho hết luôn nha các bạn, và cái vỏ đậu nó bay ra đây nha các bạn, còn cái nào mà gió thổi ép cái này mất chạy lại nha các bạn, hốt đổ lên lại nha, ở đó là còn đậu, còn mà rất là ít. Một đống đậu cháy luôn, gà chỉ được có một thúng, hai thúng đậu hộp thôi các bạn. Chết cho làm hai mé được rồi, để thì nặng quá khi nổi nha, nửa bao thôi, 50 kg thôi các bạn. Đậu đã sạc xong hết cho chủ nhà rồi nha các bạn. Video của mình tới đây cũng xin tạm dừng luôn nha. Bạn video tiếp theo nha, các bạn nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình nha. Chúc các bạn một năm mới làm ăn nhiều.